Hello các bạn, hôm nay mình tranh thủ đi bán nước chai, nước lon. Ở Việt Nam mình thì gọi là bán dây chai đó. Chỉ có người đến tận nhà để mà thu gom. Còn ở đây á, là mình phải mang đến tận chỗ để bán. Mình đem tới tận chỗ, nó có cái máy thu mua. Mình để đó. Hiện tại thì ở đây mình có hai cái bọc này. Bây giờ mình còn rất là nhiều ở phía sau nhà nữa. Bây giờ mình đi ra phía sau ha. Let's go. Đang quá trời nhiều luôn. Để đây cũng tầm mấy tháng rồi đó. Do mưa rồi không có thời gian cho nên là mình để đây miết tới hôm nay mình mới tranh thủ mình đi bán nó luôn, chứ để nhiều quá nó bừa bộn. Rồi mình sẽ cho các bạn thấy. Đây cái hình thức mà mình đi bán cái mấy cái chai, mấy cái lon này á, thì nó cũng phải có điều kiện á, là trên cái chai, cái lon á phải có cái sen như thế này. Như $1 thì nó có 100 sen, thì 10 sen là 10 sen, thì nó phải có 10 sen như thế này ở trên cái chai hay là cái hộp sữa, cái lon mình mới bán được. Còn nó mà không có là mình không có bán được. Và phải cái mã vạch này nó phải còn nguyên nha, chứ mà nó bị rách nát cái chỗ này là mình cũng không có bỏ vô trong máy để bán được luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hết cái này đi vô trong cái bọc. Sau đó mình sẽ đi đến chỗ để bán những cái này. Đây là cái chai bia, nó có 10 cent nè. Đó. Thì tùy theo bia nha các bạn. Có những cái loại bia nó không có 10 cent, hoặc là những cái chai rượu vang đó, nó không có 10 cent đâu. Còn mấy cái lon nước ngọt á thì hầu như cái lon nào nó cũng có. Đây, sen ở chỗ này. Còn đây là lon Coca-Cola. Đó, sen ở chỗ này. Đây là cái lon Fanta nước cam. Cái lon này là lon mini, nó cũng sen. Không cần lớn hay nhỏ gì hết. Nó không có quan trọng lớn hay nhỏ. Nó miễn có 10 cent là mình bán được. Cái này thì 10 cent ở đây. Để. Ở Việt Nam mình thì mấy cái chai mà chai mũ như thế này thì mình con ký mình bán. Còn ở bên này thì cứ 10 cent mà bỏ vô trong máy thôi. Đây, 10 cent ở chỗ này. Đây là cái lon nước ngọt có 10 cent đó. Đây là hộp sữa Milo. Đó. Đó, 10 cent. Đây là cái chai Coca cẩn. Đó, 10 cent. Còn đây là cái lon nước ngọt Sprite. Cũng 10 cent. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hết tụi nó đi vô trong cái bị vàng này. Rồi mình tranh thủ mình đi sớm ha. Tới chỗ đó thì mấy cái chai này, lon, rồi cái mấy cái hộp sữa thì mình bán chung một cái máy. Còn những cái chai cẩn như thế này á, chai cẩn này hoặc là chai bia á, thì mình sẽ bán riêng một cái máy nha. Chứ nó không có nằm chung, cho nên là bây giờ mình sẽ chia nó ra khác cái bị để tới đó mình làm cho nó nhanh. Tại nhiều khi tới đó nhiều người đứng chờ lắm.
Get a new bed. Hết cái đống này mình được 6 cái bị bự nè. Mà cái bị này mình để cái chai cỏng viên chợ nó nặng muốn xỉu. Bring this one inside. Mình còn 2. À, đây một bị nữa nè. Là 7 bị á. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái này nặng muốn xỉu luôn. Nhưng mà mình còn 2 bị ở bên trong nữa là 9 bị hết là tất cả. Rồi bây giờ mình đem hết ra xem đây nha. Rồi bây giờ mình đem ra xem nha mấy bạn. Cái này nhẹ cho nên là mình xách lần 4 5 cái nữa cũng được. Quan trọng là cái này nó nặng muốn chết. Còn nữa có thể nhờ mixer đi xem.
phía sau khớp hết chỗ để, cho nên là mình để ở băng ghế phía sau. Băng phía sau này. Trời, bây giờ là mình phải đợi nhiều quá, bây giờ đợi lâu cho nên là bây giờ mình đi về đó. Với lại chỉ có một cô đó để sell cái chai cẩn thôi, chắc là mình thank you.
Mình có 7 đồng 80 sen, bây giờ mình sẽ nhấn cái voucher để cho nó, mình lấy cái voucher. Đây là cái voucher này. Bây giờ dọn dẹp cái này đi ra. Tại vì cái bên mấy cái plastic, mấy cái chai nhựa với lại cái lon nó bị đầy, cho nên là không bán được, mình phải đem cái này về, chỉ bán được những chai phẩm. Để lần sau mình sẽ quay lại. Đây là cái voucher mình bán cái chai cẩn đó. Trên đây là có hiệu của Woolworth. Thì cái voucher này mình có thể sử dụng ở siêu thị Woolworth. Bây giờ mình sẽ đi đến Woolworth để mua một số thứ rồi mình sử dụng cái này nha. Như đây thì mình, nếu mà nó bị quá cái này, quá cái số tiền này thì mình sẽ trả tiền túi. Mình đưa cái này rồi mình sẽ trả thêm tiền túi. Đây, bánh tráng rồi noodle, bánh tráng rồi bún khô, rồi gia vị để nấu phở, nấu bò kho. Đây, nước mắm đây, Phú Quốc. Cái này là cà pháo, cà mắm nữa nè, dưa món, đầy đủ. Mì omachi, nước yến, cháo, mắm nêm nè. Mình lấy cái này để làm cơm cuộn. Đây mình sử dụng cái tờ nha. Nó trừ cái voucher ra thì còn 14 đồng. Your everyday rewards card has been added. Follow the pin pad prompts to finalize your payment. Do you wish to print a receipt?
Mình về tới nhà rồi nha. Cái này do nó bị, cái máy nó bị full, cho nên là cái này không có bán được. Bây giờ đem về nhà, mang vô bên trong, để lần sau đi, đi tiếp. Lấy cơm cho em nhỏ ăn để còn đi ngủ sớm mai đi học. Giờ này trễ rồi. Đây là cái món curry xanh của người Thái. Is your computer open and on, Cortez? No, it's not. Đây là món sườn rang. Một món cơm với sườn rang. Một bên là curry xanh. Đây là món của người Thái. Mình nấu có nhiều rau củ lạ. Nó không có giống như curry Việt Nam mình. Lâu lâu đổi món ăn lạ miệng nha. Đây là nước mắm. Đây là lần đầu tiên mình mua nước mắm này. Mình không biết cái vị nó làm sao. Giờ mua về ăn thử. Ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao ha. Bình thường là mình mua nước mắm này. Nước mắm này sản xuất ở Hồng Kông. Thì nó là hàng của Việt Hồng Kông. Cái vị nó cũng khá là ngon.
bữa nay mình mua nước mắm này để mình sử dụng thử. Chai nước mắm mình mới mua đây, bây giờ mình sẽ mở ra mình thử nó như thế nào. Lần đầu tiên mua ăn thử cho nên là chưa biết cái vị nó có ngon không. Cái này là nước mắm Phú Quốc ở Kiên Giang, sản xuất ở địa chỉ là Kiên Giang, Phú Quốc, Hưng Thành. Nghe cái mùi cũng được. Uống miếng nước vô để thử. Cũng tạm. Bình thường là mình sử dụng cái nước mắm này nè, nhưng mà nước mắm này là của sản xuất ở Hồng Kông. Mình muốn tìm một cái loại nước mắm của Việt Nam vừa miệng để mình sử dụng, thì mình cũng hạn chế sử dụng đồ của Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan đó nha. Đây, Rodus Hồng Kông nè. Có thấy được không ta? Cái vị của nó thì nó khá là giống ở Việt Nam mình, đặc biệt là vị giống ở Phan Thiết đó. Còn cái chai này nghe cái mùi cũng được, nhưng mà cũng tạm. Không biết là nấu ăn nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ nấu lên cái nước mắm để cho cái cô bạn của làm cái bạch tuộc với cốc lắc nha. Thì mình cũng cho đường. Làm nước mắm nó cũng dễ rồi, mình cũng nấu nước mắm kẹo rồi. Ở đây thì bình thường họ không có, ở ngoài họ không có bán đồ ăn vặt giống như ở Việt Nam mình, cho nên là mình hay đi lên mạng tìm kiếm mấy cái món ăn vặt để mình tự làm ở nhà. Thì cái này mình cũng tìm được ở trên mạng, vô tình thì mình lướt Facebook, mình thấy có cái cặp đôi đó làm có bạch tuộc lắc. Thì mình nhìn qua cái cách sơ chế nước mắm, chế biến nước mắm sao mình làm nó cũng dễ dàng, không có gì khó. Bạch tuộc mua về thì mình luộc mình cho gừng với lại hành tây vô để cho nó khỏi bị tanh á. Mình luộc ra cái mùi nó cũng thơm nữa. Mình sẽ đổ hết chai nước mắm này luôn. Không biết như đây có đủ không ta. Tại vì mình nấu ăn á, mình chỉ nhìn bằng con mắt thôi chứ còn mình không có đong đo đếm theo muỗng hay số lượng kilogram gì hết. Mình chỉ nhìn bằng con mắt thì nếu mà mình thấy nó vừa sệt sệt là được.
không còn quá nhiều cái dụng cụ để mà nấu ăn. Mình lấy cái muỗng mình khuấy để cho đường nhanh tan. Mình quấy đến khi mà nước mắm nó sôi sệt sệt lên á là đường nó đã tan hết rồi, thì mình sẽ tắt. Mình sẽ cho thêm một cái số gia vị khác vô. Mình sẽ cho thêm củ hành tím, tiêu với lại ớt khô. Bây giờ mình sẽ lột vỏ hành tím nha. Giờ là đất nước rộng mở rồi, người Việt mình sống ở nước ngoài cũng là rất là nhiều, cho nên là họ nhập. Hiện tại thì ở đây cũng khá là đầy đủ, cũng giống như ở Việt Nam, nhưng mà có điều là khi mà nó không phải là 100% cái mùi vị đặc biệt như ở Việt Nam mình, ăn chỉ cho đỡ nhớ thôi, chứ còn mà để nói mà giống hương vị ở Việt Nam thì không phải. Thì người Việt mình ăn uống thì làm sao mà không sử dụng nước mắm được. Nó không phải là nước mắm gốc, nó chỉ theo nó sản xuất qua cái cách pha chế, chứ mà còn mà nước mắm gốc cái độ đạm nó rất là cao. Nó không có, ở đây nó không có cho nhập những cái loại nước mắm đó. Ở đây nó cũng có mắm nêm, rồi mắm ruốc, mắm gì mà để ăn với bún đậu ta, mắm để lấy ra coi. Mắm tôm đây, cái hũ mắm tôm nè, nó bán sống như gì để mình về mình pha, chứ còn mà pha sẵn thì không có. Còn đây là hũ chao nè, mình mua để khi mà mình ăn chay. Ở đây nó cũng bán đầy đủ lắm. Còn đây là cái bột curry để mình nấu curry rồi nè. Còn ớt khô sa tế, nói chung là nó bán đầy đủ lắm, không khác gì ở Việt Nam đâu. Bây giờ các bạn mà có đi du học ở xa nhà gì thì không có phải sợ mà nhớ đồ ăn Việt Nam, chỉ có nhớ ba nhớ mẹ thôi nha. Hoặc là bánh tráng trộn thì nhớ mấy cái đó, nhớ mấy cái món ăn vặt trên lề đường ha. Mình thì mình thích mấy cái món đó lắm. Tím thì mình sẽ băm nhỏ ra.
khi mà nó sôi như vậy mình sẽ tắt đi, đường nó tan hết rồi á. Mình sẽ đổ cái, khi mà mình tắt bếp rồi mình sẽ đổ cái hành tím vô nha. Đừng có sợ là nó bị hăng hay là bị hôi luộc hành nha, không có đâu. Nước mắm nó còn nóng á, mình tắt bếp nhưng mà nước mắm nó nóng nó cũng sẽ chín luôn cái hành này. Rồi mình sẽ cho tiêu vô. Đây, tiêu nè. Cho mình đánh tiêu nha. Rồi, còn đây là ớt. Ớt khô. Khô nó xay gì ra như vậy chứ nó không có nhuyễn. Nó phải là ớt bột. Tùy theo các bạn muốn cay hay là không cay, cho nhiều hay ít. Mình cho hai nắp cho nó đậm đà mùi cay. Cái cốc bạch tuộc lắc này mình khi mà mình trộn với nước mắm mình để trong tủ lạnh, qua ngày hôm sau ăn rất là ngon. Mình mới bắt lắc xong thì mình mới trộn xong thì nó chưa có thấm gì mấy, ăn thì nó không có ngon bằng khi mà mình để qua, mình để trong tủ lạnh qua ngày hôm sau. Chờ một hồi nước khô mình sẽ đổ vô trong cái hộp. Rồi tối mình đem đi lên công ty cho cô đó. Cái bề gạo mình mới mua lúc nãy. Cái bề gạo này thì chỉ có 5 kg thôi. Cho gạo mình cũng đem ra cái chậu ngũ để mình tưới vô cho cái chậu ngũ luôn. Gạo ngũ rất là khoái cái nước vào gạo nha. Khi mà tưới vô nó rất là tốt. Mình cứ giữ ẩm cho nó 24/24. Mình đổ nước vô ngập giữ lâu cũng được nữa, hôm sau có người trồng họ ngâm, họ trồng trong cái thùng, cái chậu ngũ giống như là cái chậu sen vậy đó. Rồi họ đổ nước vô cứ giữ trong đó nó nảy liên tục. Ngũ nó rất là thích nước. Nhưng mà làm như vậy thì muỗi rất là nhiều cho nên là mình không có làm cách đó. Cây đậu đũa bữa nay nó leo lên được rồi nè. Chắc mình cũng sẽ chuẩn bị làm một cái dàn để cho nó leo lên.
Mình cũng vừa mua được cái hũ muối tôm. Nó không có phải là muối tôm gốc, nó cũng sơ chế kiểu giống như muối ớt vậy đó. Bây giờ mình sẽ đi ra mình hái hái mận. Lúc mà mận nó mới ra hoa đầu tiên thì trái nó rất là đặc ruột. Bây giờ thì nó có trái nó không có đặc ruột nữa, nó có hột ở bên trong. Cho nên nhìn nó tròn tròn u, nhưng mà cái phần cơm của nó mỏng do nó có hột ở bên trong. Mình cắt nhiêu đây là đủ. Vô ăn không hết cũng bỏ à. Do nhiều quá. Hồi trước ít thì mình còn trữ trong tủ lạnh, chứ bây giờ nhiều quá mình ăn không hết mình cũng bỏ. Mình đi qua phía bên kia. Đó. Nó chín cũng nhiều lắm nè, không? Tự nhiên dạo gần đây mình thấy chim nó ăn ớt nha. Cho nên là mình cứ canh ớt nó chín rồi mình hái vô. Tại vì rồi mình để ở trong nhiều quá thì mình để ở trong ngăn đông mình ăn lần. Cho tới mùa đông ớt ở ngoài chợ bán rất là mắc. Mùa đông thì rau củ ở ngoài chợ mắc lắm. Ví dụ như gừng tới mùa đông á, nếu mà tính ra tiền Việt của mình thì cũng cả hơn cả triệu một ký đó. Bên này thì có mấy trái. Rồi sẵn đây mình đi vòng vòng luôn coi thử có mình hái được cái gì có không ha. Cây mít con rồi, nó có cái mầm non này, không biết là nó có xòe lá ra đủ hay không. Cây khổ qua nó xòe lá ra, có
có cái con ốc 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 tròn nè, ốc sên tròn nè, nó chui vô. Do mình rải phân, rải thuốc ốc sên bên xung quanh nè, nó chui vô, nó chết nằm đây. Để đó, nằm đó cũng được. Cây lá giang bây giờ cái màu nó chuyển sang màu nâu sậm rồi. Chiều nào mình cũng đi ra ngoài vườn mình lượn vòng hết, mình ra mình coi thử, chứ mà để không không là nó sẽ bị chết. Sẽ để đây, khi nào nó khô thì mình sẽ để vô trong ngăn đông tủ lạnh. Đây, mình có cái hộp ớt, mình để trong ngăn đông tủ lạnh nè. Mình để đây mình ăn giòn. Ớt lốt, ớt nhỏ đầy đủ nha. Đây là trái ớt nhỏ, còn đây là ớt lớn nè. Vừa mới lên trên Facebook ở Úc thì cái kênh Facebook ấy, trên cái Facebook ấy, nó có một cái phần là marketplace dành cho những người mà muốn bán cái gì đó thì sẽ vô cái chỗ đó để đăng lên bán, chứ nó không có cái trang nhóm nào hết. Cho nên là mỗi lần mà mình muốn mua cái gì á, mua cái gì mà ở ngoài shop hay gì không có thì mình sẽ lên đó mình kiếm. Thì mình vừa mới kiếm được một cái cây cây măng tây. Ngày mai mình được nghỉ thì mình sẽ đi đây đây để lấy nó. Mình sẽ đi lấy nó về trồng. Mình hẹn với ông chú đó là thứ bảy vừa rồi, nhưng mà mình do mình bận quá mình đi không được. Mình hẹn lại với ông chú đó qua ngày mai. Mận nó hay bị hư lắm, cho nên là mình phải cắt ra, chứ không phải là mình màu mì hoa lá hẹ nha. Mình cắt ra cái phần nào hư thì mình sẽ cắt bỏ, mình giữ lại cái phần nào quýt mình ăn. Các bạn cũng biết rồi, trồng mận hay bị mấy cái con ong vàng nó đục á, cho nên là hầu như trái nào nó cũng bị hư hết. Chỉ có cái đầu mùa
ông già nó chưa biết, nó chưa tới thì mặn nó chưa có bị hư thôi, chứ bây giờ nó tới nó cục nó hư rồi, nó rụng đầy gốc á, nhiều quá ăn cũng không hết luôn á. Đây mấy trái này nó không có bị hư nè, nó có hột ở bên trong nó không bị hư. Xong rồi nè, bây giờ mình lấy muối nha. Ngon lắm các bạn. Đó thì đây là những cái hoạt động hàng ngày của mình. Tối đi làm, ban ngày ngủ, rồi dậy cứ đi siêu thị mua đồ ăn, chiều về nấu ăn, rồi đi ra thăm vườn. Đó, mình cũng thích tạo cái môi trường sống lành mạnh cho gia đình. Sống khỏe, sống lành mạnh nha. Video của mình tới đây kết thúc. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau nha.